xưởng bán đồ gỗ ra tận gốc xin kính chào quý khách. Và lại là em Hùng Biện đây. Và trong video clip ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến các bác một siêu phẩm mẫu Louis Hoàng Gia đang làm mưa làm gió trong năm 2021 vừa qua và được rất là nhiều khách hàng tin dùng và sử dụng. Thì bộ sản phẩm Hoàng Gia này bên cơ sở nhà em được làm từ chất liệu gỗ hương đá đỏ và vừa hoàn thiện xong. Thì trước khi đi vào bên trong báo thông số lẫn chi tiết và cả giá thành của bộ sản phẩm này thì các bác xem được video clip về bên cơ sở nhà em, các bác hãy ủng hộ cho bên em bằng một nút like và nút chia sẻ nhá. Thì giờ xin mời các bác đi vào bên trong ngắm được đường chi tiết cùng với em ạ. Trước mắt các bác đây là một bộ sản phẩm Hoàng Gia hàng VIP, hàng liền khối. Trương bên cơ sở nhà em làm trương liền khối dày 10 phân, đục là đục tỉa bằng máy sửa lại te kỹ, đục máy CNC sửa lại te cực kỳ kỹ càng. Bác nhìn xem này, đây là chiếc đoạn dài. Đoạn dài thì bên cơ sở nhà em làm với chiều dài là 2m57 và sâu là 80 và cao từ chân tới đầu trương là cao 1m50. Và hàng toàn bộ là hàng trương liền khối, đục là đục máy sửa te này, các bạn nhìn xem này, đục theo kiểu dáng tân cổ điển và hàng hoàn thiện tinh kỹ các bạn nhá. Xà thôi lì tít tất cả các đường nét chi tiết này, các cái gốc cách này, các cái bông hoa mọi người xem này, xà thôi bóng loáng lì tít cả các lỗ này, chờ xà thôi nhẫn thín. Và trương thì bên em làm đục là đục là hoa lá tây và chạm khắc là hoa hồng. Hàng liền khối dày 10 phân các bạn nhá, hoàn thiện tinh kỹ. Và bên cơ sở nhà em hoàn thiện qua 7 lớp BOM, bao gồm là 5 lớp lót và 1 lớp mỏ. Mỏ thì bên cơ sở nhà em có sơn là mỏ hương để cho các bác nhìn thấy gỗ và nổi vân nổi gỗ. Và bóng là lớp cuối cùng. Vách làm xẻ nguyên một tấm và hàng là hàng để trơn, nổi lên những miếng gỗ vân, những miếng gỗ đẹp các bạn. Bộ sản phẩm này em làm là hàng chọn gỗ chọn vân nhá. Vân của bộ sản phẩm này thì đẹp thôi rồi các bạn. Vách này em làm là xẻ nguyên một tấm, lại dày 3 phân này, cực kỳ là dày. Giữa vách thì bên cơ sở nhà em đục là đục hoa lá tây, chạm khắc là hai bông hoa hồng. Mọi người xem các đường nét chi tiết này bên nhà em hoàn thiện tinh kỹ nha các bác nhá. Đến cái te, te thì bên cơ sở nhà em toàn bộ là te đặc nguyên khối. Đây, cả cái te này bên cơ sở nhà em làm te đặc nguyên một khối các bác nhá. Ván mặt thì bên cơ sở nhà em làm xẻ nguyên một tấm và làm dày là 2 phân. Hàng vân veo tuyển chọn, đẹp vô cùng các bác. Toàn bộ là cái ván mặt này bên cơ sở nhà em làm xẻ nguyên một tấm và làm dày là 2 phân. Hàng dày 2 phân các bác nhá, cực kỳ là dày. Và khuôn tranh, cái điểm đặc biệt của các mẫu sản phẩm Hoàng Gia bên cơ sở nhà em sẽ khác biệt hơn thị trường là những cái điểm khuôn tranh này. Với yếm bên em làm vén cong nhìn trông rất là dẻo. Khuôn tranh bên cơ sở nhà em làm khuôn tranh dày 4 phân, cổ chỉ là cổ chỉ 3 tầng, yếm là làm dày là 3 phân rưỡi và yếm với chân 14. Em sẽ review cho các bác kể cả mặt so. Kể cả mặt so bên cơ sở nhà em làm hoàn thiện tinh kỹ, hàng chọn gỗ đều mò và hàng chọn vân các bác. Mặt so đục tỉa hai mặt và vân veo thì tuyển chọn, mặt so đều đẹp như mặt trước. Hàng chọn gỗ 100% chất liệu gỗ hương đá đỏ Lam Phi các bác. Đấy, và bộ sản phẩm này thì bên cơ sở nhà em làm bao gồm là 6 món, gồm một chiếc đoạn dài này và một bàn lớn, và kế bên là chiếc đoạn dài là hai chiếc ghế đơn và một chiếc đôn kẹp ghế và cuối cùng là một chiếc đôn thấp này. Và đến với cái sản phẩm thứ hai thì em xin giới thiệu các bác là một chiếc bàn lớn. Bàn lớn này thì bên cơ sở nhà em làm với kích thước thì rất là rộng, rộng là 80 và dài là tận 1m60 các bạn. Mặt làm xẻ nguyên một tấm và làm dày là 2 phân. Và đục thì là đục khung gương, làm dày 2 phân. Các bạn nhìn xem này, dày 2 phân. Khuôn tranh thì bên cơ sở nhà em làm vén cong, làm vo cong chạy xung quanh và làm dày là 4 phân các bạn. Cổ chỉ là cổ chỉ 3 tầng. Bàn thì em cũng làm kèm theo là ngăn kéo để cho các bác kéo ra cái vào đồ. Yếm này, yếm với chân là đục theo kiểu dáng tân cổ điển, chân 14 hoàn thiện tinh kỹ này, xà lì tít các bạn. Và giá thành của bộ sản phẩm Hoàng Gia hàng VIP gỗ hương đá này thì bên cơ sở nhà em đang bán với giá là 75.800.000 các bác nhá. Giá hoàn thiện đẹp kỹ. Đến với sản phẩm thứ ba và sản phẩm thứ tư là hai chiếc ghế đơn. Hai chiếc ghế đơn này thì bên cơ sở nhà em làm với cùng một thông số kỹ thuật là sâu là 80 và chiều ngang là 1m1 và cao là 1m47. Trương bên cơ sở nhà em làm dày 10 phân và hàng hoàn thiện tinh kỹ các bạn. Đây các bạn nhìn xem này, các cái đường nét chi tiết nhá, các cái góc cách này, kể cả các cái lỗ này, bóng cờn các bạn, lì tít, sờ này, nhận thín nha các bạn nhá. Các cái chi tiết này, nhỏ nhất em quay mọi người xem, để xem các bác xem cái độ hoàn thiện bên cơ sở nhà em này. Lì tít, bóng loáng. Trương bên cơ sở nhà em đục là hoa là tây và chạm khắc là một bông hoa hồng ở giữa.
theo đúng kiểu dáng tân cổ điển. Đối với các bác nào mà đang có những không gian phòng khách, nhà ống, nhà hiện đại và nhà mái Thái, đặc biệt hơn là nhà tân cổ điển, thì không thể nào được bỏ qua được những cái bộ sản phẩm như mẫu Hoàng Gia như này. Kê vào bên trong phòng khách nhà mình thì nhìn toát lên cái vẻ quý phái và đẳng cấp các bạn. Chương em đục là đục bằng máy CNC sưởi tay kỹ và đục hai mặt. Chương liền dày 10 phân. Vách cũng là vách liền luôn một tấm và làm dày là 3 phân, hàng trọn vân. Đẹp thôi rồi nữa các bạn. Hàng đỉnh cao của gỗ hương đá, mẫu Hoàng Gia. Và tê thì toàn bộ là tê đặc nguyên khối rồi. Tê xẻ nguyên một khối. Và ria tê em đục hoa là tây. Toàn bộ ván mặt thì làm dày là 2 phân rồi các bạn. Ván mặt dày 2 phân, cực kỳ là dày. Khuôn tranh thì bên cơ sở nhà em làm là khuôn tranh dày 4 phân. Khuôn tranh làm vén cong. Đây mọi người xem này, khác biệt hơn rất là nhiều. Các bác xem video các bác tham khảo các bác biết. Bên cơ sở nhà em làm cái khuôn tranh này làm rất là cong. Cổ chỉ 3 tầng. Yếm với chân là đục là chân 14, đục hoa là tây. Và đây là chiếc cái đơn còn lại này cho các bác xem này. Hai chiếc cái đơn của kích thước y hệt nhau. Và hàng hoàn thiện là toàn bộ là qua 7 lớp bêu màu và sơn là sơn G7, sơn chống xước, cái dòng sơn mà tốt nhất của Đài Loan hiện nay các bạn. Hoàn thiện các bạn nhìn xem nhé, bóng loáng, lì tít. Bóng loáng kể cả lỗ nhá, sờ thì nhận thín các bạn. Và em sẽ review cho các bác qua cái mặt so. Đây là cái mặt so của hai chiếc ghế đơn thì đều đẹp như mặt trước. Mặt so bên cơ sở như em là hoàn thiện tinh kỹ, hàng trộn gỗ các bạn ạ, trộn gỗ, trộn vân đều màu. Rất là đẹp, hàng tuyển chọn gỗ, hàng cực kỳ đỉnh cao, mẫu Louis Hoàng Gia. Và đến với cái sản phẩm thứ 5 là một chiếc đôn kẹp ghế thì bên em làm cho thông số là rộng 50 và dài là 80, mặt dày 2 phân và khung tranh dày 4 phân. Đôn kẹp ghế bên cơ sở anh em còn làm kèm theo đó là một chiếc ngăn kéo để cho các bác là kéo ra cái vào để đồ. Chân với yếm đục hoa là tây. Đến với cái sản phẩm cuối cùng của bộ Louis Hoàng Gia này là một chiếc đôn kẹp thất để ngồi. Thì bên cơ sở nhà em làm với thông số là 45x45, mặt làm dày 2 phân và khuôn tranh dày 4 phân. Cổ chỉ là cổ chỉ 3 tầng. Khuôn tranh làm vén cong này 4 phân. Và chân với yếm đục hoa là tây. Các bác mà xem được video clip này bên cơ sở nhà em mà có những bình luận đóng góp ý kiến gì, các bác comment ở dưới phần bình luận ý kiến giúp em. Và em xin công khai báo giá với các bác là một lần nữa là một bộ sản phẩm Hoàng Gia, hàng VIP gỗ hương đá, hàng trương liền dày 10, vách liền để trơn dày 3 phân, tay là tay đặc, mặt dày 2 và khuôn tranh dày 4, chân 14. Số món này bên cơ sở nhà em đang bán với giá là 75.800.000. Các bác mà mua hàng trong thời gian này bên cơ sở nhà em đang có chế độ ưu đãi là tặng kèm theo đó là một combo khay trà trị giá là 1.200.000, hỗ trợ vận chuyển ở trong bán kính là 50 km. Cơ sở nhà em thì đang quay là tại cơ sở là Hoàn Thiện. Cơ sở Hoàn Thiện, các bác nào thích qua sửa nhà em tham quan thì là cơ sở chính của nhà em là cơ sở 1 ở cạnh cây xăng Cầu Bài thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Các bác nào mà quan tâm cái bộ sản phẩm Hoàng Gia này, muốn đặt hàng và muốn tư vấn trực tiếp, hãy liên hệ qua hotline của em để trên màn hình là 096 119 0000. Và chế độ bảo hành của bên cơ sở nhà em là bảo hành cho các bác 10 đến 15 năm về chất lượng sản phẩm để các bác có thể yên tâm dùng đồ gỗ bên cơ sở nhà em các bác nhá. Mua bộ sản phẩm này sẽ được tặng kèm theo là một bộ kính bàn, kính đôn dày 1 phân và miễn phí vận chuyển là 50 km. Đấy, các bác nào quan tâm thì hãy liên hệ qua hotline em để trên màn hình các bác nhá. Và em xin cảm ơn tất cả các bác đã bớt chút thời gian để xem hết video clip về bên cơ sở nhà em. Và em xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Xin chào.